nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú chắp cánh cho ước mơ của bạn bay xa. Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú, nơi mang lại niềm tin và vẻ đẹp hoàn mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Phụ nữ phải đẹp. Quý vị có công nhận với Bảo Ngọc một điều rằng là chị em phụ nữ chúng ta chính là hiện thân của cái đẹp. Đó là lý do mà vì sao phái đẹp luôn tìm mọi cách để trong mình lúc nào cũng phải thật thu hút và lôi cuốn. Vậy nên, mỗi người sẽ có riêng cho mình một cách phù hợp để đẹp hơn mỗi ngày. Cũng như một nhân vật mà Phụ nữ phái đẹp mời đến ngày hôm nay, hãy cùng Bảo Ngọc gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy ngay sau đây nhé! Quý vị khán giả thân mến, có mặt tại trường quay ngày hôm nay là một vị khách mời rất là đặc biệt của Bảo Ngọc. Xin giới thiệu đến quý vị chị Thanh Thảo. Xin chào chị. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Xin chào Bảo Ngọc xinh đẹp. Cảm ơn chị đã khen em. Nhưng mà hiện tại ngay phim trường này thì em không còn là người xinh đẹp nhất nữa rồi. Bởi vì chị Thanh Thảo của chúng ta rất là đẹp đúng không quý vị? Biết là chị em mình khen nhau hoài thì cũng hơi kỳ. Nhưng mà em đang bị thu hút bởi sự tươi tắn và tràn đầy năng lượng của chị. Không biết là chị có thể chia sẻ cho em biết bí quyết nào giúp mình luôn luôn tươi trẻ như vậy hay không? Chăm sóc da ở nhà hoặc là ăn uống điều độ. Quý vị ơi, thật ra thì chị Thanh Thảo của chúng ta là một Việt kiều cho nên là tiếng Việt không có tốt cho lắm. Nhưng mà chị ấy là rất là cởi mở và tự tin. Chị có thể chia sẻ cho em biết là hiện tại công việc của chị là gì hay không? Thường ngày ở nhà chị chăm sóc gia đình và chị kinh doanh mỹ phẩm. Chị Thảo nè, nãy giờ em để ý chị rất là kỹ nha. Chị có một thân hình rất là mảnh mai nhưng mà lại rất là cân đối luôn. Thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm cho em làm sao để mình có được một thân hình cân đối như thế này được hay không? Dạ, lúc trước chị cũng không có thân hình hoàn hảo như vậy đâu. Nhất là vòng 1 của chị mới tìm hiểu rất nhiều phương pháp mà không có kết quả. Bạn của chị đã tư vấn cho chị tới bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú. Vậy thì cái đến đó chị đã được tư vấn như thế nào và chị dùng phương pháp gì để cải thiện lại vóc dáng của mình? Chị gặp bác sĩ phương pháp cho chị làm nâng ngực nội soi. Bác sĩ tư vấn rất là kỹ càng và cho chị có niềm tin nên chị đã quyết định nâng ngực. Chị có sợ vấn đề là sau khi phẫu thuật nâng ngực thì sẽ bị đau hoặc là có biến chứng gì hay không? Lúc đầu tiên chị rất là sợ, tại vì mổ xẻ là rất là nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Mà tới chị đến tới bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú, gặp bác sĩ tư vấn rồi y tá chăm sóc rất là tốt nên vết thương của chị mau lành rồi khỏe. Hiện tại thì cuộc sống của chị như thế nào? Chị có cảm thấy hài lòng về mình bây giờ hay không? Rất là hài lòng em. Nhất là hạnh phúc trong gia đình, cảm thấy càng tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Thật ra thì nếu mà lúc nãy chị không bật mí cho em biết thì em cũng không thể nào đoán ra là chị đã 35 tuổi và có hai cậu con trai rất là kháu khỉnh thưa quý vị. Không biết là chị có thể chia sẻ cho em biết bí quyết nào giúp mình luôn luôn tươi tắn như vậy hay không? Chị phải ăn uống điều độ và tập yoga. Trong quá trình mình tập yoga như vậy có những động tác rất là căng cơ ha. Thì không biết là nó có ảnh hưởng tới vòng 1 của mình sau khi phẫu thuật không? Sau khi 3 tháng làm mình làm gì cử động bình thường. Như vậy là chúng ta vừa có thể tập thể dục, vừa có thể vận động, kinh doanh, chăm sóc gia đình rất là bình thường chị ha. Đúng rồi em. Chị Thảo nè, em có thể hỏi chị một câu hơi tế nhị một chút xíu được không? Chị có ngại nếu như người ta nói chị đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Chị không thấy gì để ngại hết. Quan trọng mình tìm hiểu phương pháp, hiệu quả và an toàn để mình làm. Với cái điều đó làm cho mình vui vẻ, tự tin và hạnh phúc hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ rất là cởi mở và tự tin của chị Thanh Thảo và hy vọng rằng trong tương lai chị sẽ còn ngày càng đẹp hơn nữa, thành công hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn chị nha. Cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến với một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp để tìm hiểu rõ hơn về điều này quý vị nhé. Quý vị thân mến, hiện tại thì Bảo Ngọc đang có mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, một trong những địa chỉ uy tín khi được các chị em phụ nữ tin tưởng và hài lòng khi đến đây để sử dụng dịch vụ làm đẹp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt, đó chính là bác sĩ Thùy Vi. Xin chào bác sĩ. Chào Ngọc, chào quý vị khán giả. Bác sĩ Vi ơi, ngày hôm nay thì Bảo Ngọc muốn đến đây để tìm hiểu thêm về phương pháp nâng ngực an toàn và hiệu quả trong phẫu thuật thẩm mỹ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Bảo Ngọc cũng như là quý vị khán giả hiểu thêm về vấn đề này không?
tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú có thực hiện cái phương pháp nâng ngực tạo khe. Đây là một cái phương pháp mới nhất, đây là sự sáng tạo mới nhất của tập thể giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Việt Hàn, dùng cái dụng cụ nội soi để mà bóc tách tạo cái khoang ngực vừa đủ để mà đặt cái túi ngực vào, nhằm mục đích là tạo khe ngực cân đối và hấp dẫn. Vậy thì không biết là phương pháp này nó khác với những phương pháp cũ trước kia như thế nào ạ? Trong quá trình phẫu thuật là mình kiểm soát được cái đường mổ và hạn chế tối đa thương tổn, thời gian hồi phục nhanh. Cái đường mổ để đặt túi ngực nó rất là ngắn và rất là mảnh, nó nằm ở trong nếp da, ở hố nách, cho nên các bạn an tâm là sau đó cái sẹo nó khó mà nhận ra. À, nghe ra thì phương pháp này cũng rất là mới đúng không bác sĩ? Vậy thì không biết là quá trình mà nâng ngực như vậy thì diễn ra như thế nào? Và một điều mà rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm là sau khi phẫu thuật thì có đau nhiều không ạ? Quá trình nâng ngực tại bệnh viện diễn ra theo một cái quy trình chuẩn về tư vấn, thăm khám, cho các xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu. Sau khi có các kết quả xét nghiệm, nếu mà kết quả xét nghiệm tốt cho phép cuộc phẫu thuật diễn ra thì các bác sĩ tiến hành là chọn size túi, chọn loại túi phù hợp. Đây là một phẫu thuật lớn, do đó là đòi hỏi phải cần gây mê kéo dài khoảng 45-60 phút thì cuộc phẫu thuật nó hoàn chỉnh, hoàn thành. Thì hậu phẫu thì các bác sĩ cũng chăm sóc rất là tỉ mỉ, cẩn thận với những loại thuốc tốt nhất, cho nên các bạn an tâm là sẽ không gây đau, khó chịu cho các bạn. Không biết là hiện tại ở bệnh viện của chúng ta đang sử dụng những loại túi ngực nào ạ? Hiện tại Bệnh viện Ngọc Phú đang sử dụng túi của Mentor, thì nó có túi tròn, túi giọt nước, túi nano chip, thì đây là cái túi mới nhất và cái độ bền nó vượt trội. Khi mà khách hàng sau khi nâng ngực đi tới một cái nơi nào đó khám thì chỉ cần đọc cái mã số của con chip thì sẽ xác định được là ngày sản xuất, size túi và hãng sản xuất. Dạ, và thông thường thì sau khi phẫu thuật như vậy thì cái túi ngực đó mình sẽ sử dụng được bao lâu? Túi ngực thì của hãng Mentor rất là nổi tiếng và được bảo hành trọn đời, có giấy bảo hành rồi này kia gửi cho các bạn. Thông thường thì sau khi phẫu thuật nâng ngực thì khoảng bao lâu chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình thường và khác lạ trong cơ thể của mình? Thường thì nâng ngực sau một tuần thì vết thương lành và tương đối ổn định. Nhưng mà để gọi là đẹp mà để khách ưng ý, hài lòng thì cỡ khoảng 3 đến 4 tuần sau thì các bạn sẽ cảm thấy là các bạn quen với lại cái ngực mới của mình và cảm thấy là nó tự nhiên. Ra là như vậy. Và sau khi phẫu thuật thì khoảng bao lâu thì chúng ta có thể vận động mạnh hay là vận động bình thường lại được ạ? Sau khoảng 2 tuần thì các bạn cũng có thể là vận động sinh hoạt nhẹ nhàng. Mọi cái thì bắt đầu từ ít tới nhiều, từ nhẹ tới nặng dần lên. Thì khoảng sau 1 tháng cái sinh hoạt của mình trở lại bình thường. Bác sĩ Vi thì cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, và các chị em phụ nữ khi mà tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc là cũng sẽ có rất là nhiều lý do, những câu chuyện riêng của mình. Thì không biết là có trường hợp nào khiến bác sĩ cảm thấy ấn tượng nhất không? Trước đây cũng có một trường hợp với chị đấy, chị cũng buôn bán nhỏ thôi, chị cũng 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà chị rất là khao khát có được cái bầu ngực, cái vòng một đầy đặn. Do đó chị cũng để dành tiền, rồi cũng có đến để nhờ các bác sĩ ở bệnh viện mình giúp cho chị có vòng một như chị mong muốn. Tại bệnh viện mình cũng có chương trình là ưu đãi cho những cái khách hàng mà có hoàn cảnh khó khăn, mà có cái niềm khao khát như chị. Sau khi mà nâng ngực về thì cỡ khoảng 3 tháng sau thì chị có điện thoại tới cảm ơn tập thể y bác sĩ của bệnh viện mình. Chị rất là hài lòng, chị rất là vui. Coi như là cái niềm khao khát của chị mấy lâu nay là chị cảm thấy rất là thỏa mãn. Nên là sau khi nghe những tâm sự của chị thì bệnh viện, bác sĩ rồi cũng rất là vui. Đối với những trường hợp mà những cô gái trẻ hơn, chưa có lập gia đình hoặc là đang có ý định lập gia đình rồi, nếu mà chúng ta phẫu thuật nâng ngực rồi thì sau khi lập gia đình và sinh em bé thì không biết là có ảnh hưởng gì tới tuyến sữa hay là việc chăm con không ạ? Các bạn an tâm, cái phẫu thuật thì đặt túi ngực chỉ can thiệp ở dưới cái phần cơ ngực lớn. Cơ ngực lớn của mình thì lại ở dưới cái tuyến sữa. Do đó là các bạn an tâm là nó không ảnh hưởng đến cái sự sanh nở hay là cho con bú sau này. Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và với lượng công việc hàng ngày rất là nhiều như vậy thì không biết là bác sĩ sẽ dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình vào thời gian nào và ra sao? Mình để chăm sóc cho bản thân thì cũng tranh thủ những cái thời gian rảnh rỗi để mà mình có thể thư giãn. Ví dụ là mình nghe nhạc, mình lúc nào cũng giữ cho cái tâm thái của mình nó vui vẻ. Mình kết hợp với những cái môn thể thao nhẹ và mình có một cái chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
Bác sĩ Vi nè, hiện nay thì có rất là nhiều chị em phụ nữ mong muốn có được ngoại hình đẹp như là ý muốn của mình qua phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Thì bác sĩ suy nghĩ sao về quan điểm này? Cánh chị em phụ nữ mình thì lúc nào cũng muốn mình trẻ đẹp, tự tin. Khi mà các bạn đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ thì các bạn hãy nên chọn những cái nơi nó uy tín, chất lượng để mà mình gửi gắm cái mong muốn của mình cho các bác sĩ làm cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ví dụ như là Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú là nơi mà được Bộ Y tế, Sở Y tế đánh giá rất là cao và luôn dẫn đầu về uy tín chất lượng trong 2 năm liền. Nơi đây cũng quy tụ những cái y bác sĩ rất là tận tụy với công việc, luôn mong muốn mang đến cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất và sự an toàn tối đa. Xin cảm ơn những chia sẻ, những thông tin bổ ích của bác sĩ Vi và chúc cho bác sĩ Vi sẽ ngày càng có nhiều sức khỏe và thời gian để giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta có thể làm đẹp và tự tin hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn Bảo Ngọc, cảm ơn các quý vị khán giả. Quý vị ơi, quả là bây giờ làm đẹp không còn là điều quá khó, mà cái khó chính là chị em phụ nữ chúng ta phải luôn ý thức về việc phụ nữ phải đẹp, đúng không ạ? Tiếp theo là biết lựa chọn cách làm đẹp sao cho an toàn, phù hợp với mình, nhất là khi tìm đến các giải pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng chị em chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách chăm sóc, giữ gìn sắc đẹp của mình từ những điều đơn giản nhất hàng ngày. Trong chuyên mục 360 độ phụ nữ bí quyết cuộc sống và làm đẹp kỳ này, hãy cùng phụ nữ làm đẹp lưu lại thông tin về một số loại thực phẩm và nhớ là hãy bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của chúng ta, bởi vì đây được xem là thần dược trong việc chăm sóc và bảo vệ vòng một đẹp và khỏe. Đậu nành. Đậu nành chứa nhiều thành phần phytoestrogen trực tiếp tác động đến sự phát triển đối với kích thước ngực. Đồng thời, đậu nành còn chứa chất isoflavone, giữ vai trò như một chất chống sự xuất hiện của các gốc tự do và ngăn chặn các tế bào ung thư. Sử dụng đậu nành thường xuyên là một trong những biện pháp đem lại hiệu quả rõ rệt nhất đối với sự hấp dẫn của vòng một. Trứng gà. Trứng gà là một loại thực phẩm giúp tăng vòng một hiệu quả, vì trong trứng gà có chứa rất nhiều protein giúp cải thiện và thúc đẩy các mô ngực phát triển, cứng cáp, săn chắc hơn. Bạn chỉ cần sử dụng một quả trứng gà, một thìa mật ong và một thìa cà phê rồi trộn đều với nhau và ăn mỗi ngày. Rau xanh. Các loại rau xanh như bắp cải, bông cải xanh, bông cải trắng, cải ngọt rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ. Một trong số đó là vitamin E, C và A, nằm trong nhóm những vitamin chống oxy hóa hiệu nghiệm, giúp loại thải các gốc tự do và các độc tố khác ra khỏi cơ thể. Chất chống oxy hóa và chất xơ còn đóng vai trò mấu chốt trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tất cả các loại ung thư, trong đó có ung thư vú, căn bệnh thường gặp ở phụ nữ. Quả bơ. Quả bơ giàu axit béo không bão hòa, tăng độ đàn hồi cho các mô ngực, có chứa vitamin A, có thể thúc đẩy quá trình tiết hormone sinh dục nữ, và vitamin C có thể ngăn chặn sự biến dạng của ngực. Vitamin E giúp tăng kích cỡ ngực. Bạn có thể xay bơ với quả óc chó hoặc hạnh nhân, thêm mật ong để uống. Chỉ trong vòng một tháng bạn sẽ thấy tác dụng. Bảo Ngọc hy vọng là với những thông tin mà phụ nữ phải đẹp gửi đến trong chương trình hôm nay sẽ giúp ích thật nhiều cho quý vị. Hãy nhớ luôn dành thời gian để chăm sóc và làm đẹp cho bản thân quý vị nhé. Thay mặt chương trình, xin cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và quý vị đừng quên hãy đón xem chương trình Phụ nữ phải đẹp vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh UTV. Nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú chắp cánh cho ước mơ của bạn bay xa. Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, nơi mang lại niềm tin và vẻ đẹp hoàn mỹ.